Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Hôm nay Biển Xanh xin được phép chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới. Đó là một lô đất cực kỳ là lớn để quý anh chị mình có thể mua xây nhà vườn, nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời. Lô đất này khá là rộng và lớn đó quý anh chị, giá lại cực kỳ là rẻ, chỉ có 1,5 triệu trên 1 mét vuông. Đất ở đây toàn bộ là đất trồng cây quý anh chị nhé. Đất gò cao ráo, đất có chân cứng, xây dựng tự do. Và lô đất này quý anh chị mình xây tường rào 4 xung quanh lên, xong rồi chúng ta xây một căn nhà biệt thự mái Nhật hoặc mái Thái ở đây sinh sống, trồng cây nữa thì quá là tuyệt vời quý anh chị. Tọa lạc ngay tại ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dân cư ở đây rất là đông đúc quý anh chị nhé. Lô đất này đã được chủ đất xây ranh gạch và đóng cọc bê tông 4 xung quanh. Và phía bên ngoài này chúng ta làm đường đi nối từ cái đường của nhà nước đi vào khu đất này, cũng thuộc lô đất này luôn quý anh chị nhé. Và lô này có giá cực kỳ là rẻ, chỉ có 2 tỷ 250 triệu, tức là 1,5 triệu trên 1 mét vuông cho một lô đất toàn bộ là đất trồng cây, với 1.596 mét vuông toàn bộ là đất trồng cây quý anh chị nhé. Rất là tiện lợi để quý anh chị mình mua để dành đó xây nhà vườn, bởi vì giá nó còn khá là rẻ. Những cái khu vực Đức Hòa Thượng, Đức Lập Hạ hay là Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam này thì với cái giá rẻ không còn nhiều nữa quý anh chị nhé. Bây giờ mình muốn mua được những cái diện tích giá rẻ như thế này thì mình phải đi khá là xa, lên tận đằng khu Tân Mỹ, hoặc là lên đằng Lộc Giang, hoặc là An Ninh Đông, An Ninh Tây mới mua được giá rẻ. Và ở khu vực này thì lâu lâu mới xuất hiện một lô giá rẻ để quý anh chị có thể mua để dành, mua làm nhà vườn. Thì vị trí ngày hôm nay rất là đáng quan tâm. 1.596 m² toàn bộ là đất trồng cây, khu dân cư đông đúc, tọa lạc tại ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Với cái diện tích 1.596 m², quý anh chị xây nhà vườn rất là đẹp và giá chỉ có 2 tỷ 250 triệu bao thuế phí công chứng sang tên. Và giá này là giá bán trước Tết quý anh chị nhé. Chỉ còn 2 tuần nữa là chúng ta đón Tết Nguyên đán, và giá này thì chủ đất bán trước Tết, quý anh chị hãy tranh thủ sở hữu cho mình ngay cái vị trí này. Kính chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều sản phẩm giá rẻ mỗi ngày quý anh chị nhé.